Đà Nẵng ghi nhận 37 ca COVID-19, có 7 trường hợp cộng đồng. Số ừ. ca mắc mới ghi nhận tại Đà Nẵng liên quan 13 chuỗi lây nhiễm, trong đó có 8 chuỗi nguy cơ cao. Ừ. Ngày 17 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 37 ca COVID-19, trong đó có 5 ca đã cách ly tập trung, 9 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời tại nhà, 15 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm soát dịch và 7 ca cộng đồng. Ừ. Cụ thể, 7 ca cộng đồng gồm một ca ở 62 Đặng Như Mai, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, có triệu chứng đến phòng khám Hòa Khánh test nhanh dương tính, một ca ở 41 Liêm Lạc 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, làm việc tại công ty Châu Thạnh, một ca ở Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, đến phòng khám Mỹ Đức lấy mẫu xét nghiệm, một ca ở 50 phần 3 Bùi Tà Hán, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, là nhân viên quán do Pe Bia, một ca là nhân viên công ty Hữu Nghị, được lấy mẫu tại công ty do có F0, một ca ở số 9 Vũ Văn Dũng, phường An Hải Tây quận Sơn Trà có triệu chứng đến bệnh viện xét nghiệm, 1 ca ở 80 phần 2 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đến bệnh viện gia đình xét nghiệm. 5 ca cách ly tập trung có một ca thuộc chuỗi 31 Đại Nghĩa 7, 2 ca thuộc chuỗi K184 Nguyễn Văn Thoại, một ca thuộc chuỗi Bảo Mạc 5, 1 ca là nhân viên căng tin bệnh viện phổi. Ê, 9 ca bệnh cách ly tại nhà gồm 3 ca là F1 thuộc chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực, 1 ca thuộc chuỗi 91 Đại Thịnh 2, 1 ca là nhân viên nhà hàng Lê Gia 2. 2 ca thuộc chuỗi chung cư A6, phường Đại Hiên Đông, một ca chuỗi 31 Đại Nghĩa 7, 1 ca thuộc chuỗi công ty TLT, số 1 ít kiêu, ô, 15 ca trong khu phong tỏa gồm một ca chuỗi 91 Đại Thịnh 2, 4 ca chuỗi 31 Đại Nghĩa 7, một ca chuỗi Bồng Bạc 5, 9 ca thuộc chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân ở thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu. Ca bệnh còn lại phát hiện tại chốt kiểm soát dịch là tài xế tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Ê, ngành y tế nhận định, số ca mắc mới trên liên quan 13 chuỗi lây nhiễm trong đó có 8 chuỗi nguy cơ cao. Hiện toàn thành phố Đà Nẵng có 74 điểm phong tỏa cứng, 19 cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly 1.132 người. Từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 370 ca mắc COVID-19.